Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, sắp có hệ điều hành hoàn toàn không Android. Huawei đã giới thiệu Harmony OS Next vào hè năm nay, hướng tới làm hệ điều hành thống nhất cho mọi thiết bị. Theo CEO Richard Yu của hãng, Harmony OS Next gần hoàn thiện và tất cả ứng dụng sẽ được cập nhật. Đáng chú ý, hệ thống này không hỗ trợ cài ứng dụng Android hay là đọc mã nguồn Android, thể hiện tham vọng xây dựng nền tảng riêng của Huawei. Công ty đang tích cực tuyển dụng lực lượng phát triển Harmony OS tại Trung Quốc. Hầu hết các vị trí đòi hỏi trình độ đại học và 3 năm kinh nghiệm làm việc. Lĩnh vực tuyển dụng bao gồm phần mềm, di động và kiểm thử, với mức lương khá cao so với mặt bằng chung. Các công ty đang gấp rút phát triển Harmony OS Next nhằm giải phóng khỏi sự phụ thuộc vào Android. Tin tức tiếp theo, dòng Xiaomi Mi 14 đạt doanh số cực khủng. Theo báo cáo mới nhất của Wall Street Insight, Xiaomi Mi 14 Pro đã đạt doanh số kỷ lục tại Trung Quốc khi bán ra gần 1,5 triệu chiếc sau thời gian ra mắt. Đây là con số ấn tượng nhất từ trước đến nay của dòng sản phẩm cao cấp nhất của Xiaomi. Không chỉ có doanh số bán hàng cao, Xiaomi còn là hãng điện thoại duy nhất ghi nhận tăng trưởng 8,9% mỗi tháng trên thị trường smartphone Trung Quốc, vượt xa cả Apple. Trong khi đó, Huawei và Honor đều giảm thị phần. Điểm nhấn là Xiaomi Mi 14 Pro có giá khởi điểm cạnh tranh chỉ từ 13,37 triệu đồng. Sức hút của dòng sản phẩm mới cùng giá bán hợp lý giúp Xiaomi Mi 14 Pro trở thành điện thoại Android bán chạy nhất tại thị trường lớn nhất hiện nay. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, bất ngờ chiếc smartphone mạnh nhất hiện tại. Vivo vừa ra mắt dòng Vivo X100 tại Trung Quốc, đánh dấu sự trở lại của hãng ở phân khúc cao cấp. Không ngạc nhiên khi máy nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ các thông số mạnh mẽ. Theo đánh giá trên AnTuTu, Vivo X100 đạt tổng điểm ấn tượng là 2,2 triệu điểm nhờ chip Dimensity 9300. Vi xử lý mới của MediaTek mang lại hiệu năng CPU tăng tới 40%, tiết kiệm pin 33% so với thế hệ trước. Không kém cạnh, GPU Immortal của Vivo X100 cũng đạt hiệu suất vượt trội 46%. Bên cạnh đó, vi xử lý AI APU 790 cung cấp khả năng tính toán nhanh gấp đôi cùng độ tin cậy lên tới 45%. Với sức mạnh vượt trội, Vivo X100 nhận được sự quan tâm đông đảo và trở thành cơn sốt tại thị trường Trung Quốc. Đây được đánh giá là một bước ngoặt của Vivo trong phân khúc cao cấp. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.